Chào nhà nha. Hello, mình chào cả nhà nha. Sáng giờ cậu cháu mình cũng đi gom bẫy chuột về xong hết rồi cả nhà. Rồi cậu cháu mình bỏ vô trong lọc chứa giá bằng nha. Giờ cậu cháu mình sẽ đi xuống chỗ thu gom chuột rồi cả nhà. Nó nôm na là cái chỗ mà lái chuột rồi cả nhà. Giờ mình sẽ đi nha. Đi xuống dưới vậy mình sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem. Mình đi thôi cả nhà. Chạy không tiêu luôn rồi, nhảy ra chạy mất tiêu luôn cả nhà. Chạy tùm lum luôn. Đây nè, trong đây nè. Trời ơi, ở trên tay mày mày ép cái thùng ngọt kia vô. Ừ. Ê, trắng á, trắng. Dính rồi, trong cái vỏ. Chui trong cái vỏ rồi. Vỏ hả? Ừ. Trong cái vỏ mà. Ở trong cái vỏ. Chưa thấy chỗ có vỏ rồi.
Đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ vô xảy ra nữa. Đào tẩu và đào tẩu không được. Tại bữa nay mình xuống chảy quá, chuột đi hết rồi cả nhà. Giờ này 9 giờ 9 mấy rồi đó. Nên chuột đi hết rồi. Người ta đưa lên thành phố giá rồi cả nhà. Con này là cử chuột này là dựa lại nha. Đây là ở dưới Tiền Giang nha cả nhà. Giữa thu mua chuột nè. Bỏ nước thuốc ra đi. Đó, nhầm này. Ngày ở đây mình thu được cỡ 100 kg ta. Này nãy mình hỏi là ngày gom được 100 kg cả nhà. Sau đó là sẽ được đưa đi thành chỗ mấy chỗ thành phố lớn tiêu thụ nha. Hồi nãy cái này là căng hết luôn là được 9 kg rồi cả nhà. Của con cháu mình là căng hết luôn được 9 kg nha. Chưa chừa bì cả nhà. Để lát căng chừa bì thử là được bao nhiêu ký. Họ làm cho em ra coi. Anh Quang làm à? Quang Quân chứ. Tại nó làm hả? Ủa mở cái mã cho. Chưa hả? Tại vì ông bác của mới mất ra thôi nha. Cho dựa lắm chú, cho dựa lắm chú. Đó. Tại ông bác ở đây ông mới mắc rồi chuột có ta căng đi hết rồi nha, chưa có thu lại cả nhà. Cậu cháu mình xuống là thu người thu đầu tiên luôn á. Ông lát về rồi đúng không? Mới về đó, mới mắc là chôn mà chưa được mở cái mã nữa cả nhà. Mới kêu đạp đây nha. Thằng thờ còn đó nha. Ra ngoài á. Đâu bỏ vô căn chừa bị thứ coi.
Nói là 9 kg hả? 9 kg, 9 kg mốt. Trừ trừ bì này chắc cũng không còn nhiêu đâu. Bỏ vỏ đi, bỏ vô vỏ. Bỏ ra nãy trừ bì đâu có vỏ. Trời. Thấy lên lọc đâu có vỏ. Không ao. Vậy bỏ ra đi. Nãy mình hỏi thằng em nó nói là ở đây thu ngày thu 100 kg rồi đó nha. Có nhiêu thu nhiêu nha. Tại vì người ta đi giữa khác nữa cả nhà. Gom tập trung gom về đây hết. Sau đó chờ xe đưa lên thành phố lớn tiêu thụ nha. Tại vì ông bác ông mới mới mắc này chưa mở cái mã nữa nên chuột đưa đi hết rồi cả nhà. Rồi, bữa nay là cậu cháu mình xuống là người đầu tiên căng trước luôn á. Nhà nghe thông cảm nha, tại vì ở đây sát đường đi, sát bà lộ nè cả nhà. Đúng, bữa nay xuống thu được nhiều nữa, quay cho cả nhà cùng xem. Đợi clip khác đi cả nhà. Chắc trâu bảy độ đi ha. Ba ký mốt. Ba hai. Ba hai. Ba ký hai. Ba ký hai là nãy. Đây là 9 ký mốt. Cho chín còn 6 ký, còn 5 ký chín. Có không? Có. Ờ cái này cho 3 ký đi, giờ 9 ký. 9 ký 6 ký 1. 6 với còn 6 ký sao 5 ký chín đúng rồi. 5 ký chín. Được 5 ký chín chuột rồi cả nhà. Nay cậu cháu mình tưởng thất thu ai ngờ được 5 ký chín cũng được đỡ quá cả nhà ơi. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc clip ở đây luôn nha. Tại mình xuống là lúc mà dựa chưa có hoạt động lại nên chuột không có được nhiều cả nhà. Thôi mình hẹn cả nhà ở clip sau nha. Clip sau rồi mình xuống mình sẽ quay lại cho cả nhà mình cùng xem lúc đó dựa chuột nhiều lắm cả nhà. Rồi giờ mình chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà Đăng. Chào cả nhà.